Xin chào mọi người, hôm nay Văn Anh rất hồi hộp giới thiệu với mọi người một cây đàn mà Văn Anh Audio đã kỳ công gia công cái đàn này suốt 8 tháng trời. Đó, vẫn đang nằm trong hộp đây. Đây là cây đàn mà Văn Anh Audio gia công cho anh Thỏa ở Hà Tĩnh. Thì cái đàn này được gia công từ trước Tết cơ, mà bây giờ đã là tháng 6 âm lịch, tháng 7 dương lịch rồi. Như vậy là phải chờ đợi rất lâu thì mới làm ra một cây đàn như này, kỳ công như này. Từ khâu làm mộc trở đi cho đến khâu khảm này. Thì anh Thỏa là yêu cầu bên Văn Anh Audio là khảm hình con rồng, là cái điều đặc biệt nhất của cây đàn này là cái hình con rồng này. Thì là anh Thỏa là tuổi rồng cho nên anh yêu cầu là khảm thêm một con rồng bằng chất liệu là chai ốc xà cừ đó. Đấy là cái hình thức về con rồng. Còn cái đàn này cũng có điều đặc biệt, đấy là cái đàn này do Văn Anh Audio thiết kế, do Văn Anh Audio nghĩ ra các bạn nhé, không có sao chép gì. Thì mình lấy ý tưởng là cái đầu cần đàn nó giống hao hao như cái đàn cần đàn của Martin. Tin không phải do mình nghĩ ra, mình chỉ lấy ý tưởng mình chỉnh sửa lại một tí. Còn cái hình dạng bên này dưới eo như này, bên này là do mình vẽ ra và mình chế tạo ra cái đàn như này. Cái hình lỗ oval này thì nhiều hãng đàn trên thế giới họ đã làm rồi và mình cũng là người làm lại. Nếu mình chế biến theo một cách riêng của mình, với có những cái khảm này thì không ai có. Về công năng của cái lỗ đàn oval này cho chúng ta cái âm thanh rất uy lực các bạn nhé. Nó khác với những cái đàn mà hình lỗ tròn. Đó, hình đàn lỗ tròn thì cho chúng ta cái âm sắc truyền thống. Âm sắc truyền thống nó sẽ là toàn giải, nó kiểu nó đầy âm và nó nổi trội cái phần âm trung. Nhưng khi mà các bạn chuyển qua cái phần hình lỗ đàn oval thì cái âm nó sẽ làm cho cái tiếng bát nó cảm thấy bùng bùng, nó uy lực hơn, nó nén hơn. Và cái âm tét thì nó êm dịu hơn. Và cái giải tần trung thì nó sẽ giảm đi một tí. Như vậy là các bạn sẽ được bát và tép rất hay, phù hợp với cái kiểu nhạc hiện đại, không phải là lối đánh theo kiểu cổ điển truyền thống nữa. Mà cái với lỗ van này mà các bạn đánh nhạc hiện đại hay hơn, đệm hát được hay hơn. Đấy. Còn lỗ đàn tròn thì các bạn sẽ đánh những cái cổ điển hay hơn thôi. Cái chất âm nó vẫn là mang màu sắc cổ điển. Còn khi mà đã chuyển qua cái lối này là lối cách điệu rồi, đánh nó giống cái phong cách nhạc phăng hơn một tí, thì cái âm bát nó uy lực lắm. Đấy, âm bát rất uy lực. Cái điểm mà ai sờ vào đàn đều cảm nhận được như thế. Đấy. Đó. Và khi mà cái lỗ van này thì nó giúp cái hợp âm nó quyện hơn. Đây là về tính năng kỹ thuật các bạn nhé. Còn về điều đặc biệt về ngoại hình nữa thì là đây, cái phần miệng lỗ này mình khảm và mình design, mình thiết kế theo cái ý tưởng của mình, là nó giống như một cái mái đình đấy. Mái đình, nói chung là nó là một cái kiến trúc thuộc cả theo cảm nhận của mình thôi, mình giống như mình đang tưởng tượng một cái mái nhà như đấy. Và nó sẽ hài hòa, kết hợp rất hài hòa, cân đối với cái này. Cũng có người liên tưởng cái này là giống như một cái mai của con rùa đấy, thì tùy các bạn liên tưởng. Còn mình thì mình vẽ theo cái cảm nhận của mình thôi. Xong là mình thuê các nghệ nhân khảm chai lâu năm uy tín nhé, để khảm lấy cái đàn này. Bởi vì khảm cái đàn này mình phải rất cẩn thận, dặn dò rất cẩn thận là cái mặt đàn ấy. Mặt đàn mà nếu mà mình lỡ quả tay cả thì nó làm ảnh hưởng đến cái âm sắc của cái đàn. Cho nên việc khảm cái chai lên trên này là phải nhờ những bác nghệ nhân già tuổi, lâu năm trong nghề, làm thủ công. Cái này không làm bằng máy được, không khắc laser được, bắt buộc phải làm thủ công. Sau nhiều lần lo lắng, rồi chờ đợi, rồi hồi hộp, bởi vì không biết là sau khi làm xong cái đàn nó sẽ như nào, thì bây giờ Văn Anh cầm trên tay một cái đàn cực kỳ ưng ý và hài lòng. Toàn bộ đường chỉ viền này đều được khảm chai hết, chai xà cừ hết, không phải bằng nhựa. Đấy, cái chất liệu chai xà cừ dùng 10 năm, 20 năm, thậm chí lâu hơn nữa thì cái màu của nó vẫn không bị biến đổi, không bị lợt đi. Còn nếu như mà dùng cái chất liệu mà chai non ấy, hoặc là những cái rẻ tiền ấy, thì dùng nhiều năm thì bắt đầu nó ố màu đi, rồi nó nhạt màu, thậm chí nó bay mất luôn cái màu. Còn những cái chai này là bên Văn Anh lựa chọn là chai xịn, trả tiền rất cao cho bên thực khảm. Thì không biết các bạn nhìn qua camera các bạn có thấy được không, chứ còn Văn Anh ở đây nhìn thấy mình lắc qua lắc lại thì đôi lúc mình thấy nó là màu đỏ này, đôi lúc mình thấy nó là màu xanh này, đôi lúc mình thấy nó màu hơi lục lục này. Đấy, rất đẹp. Và có những cái ánh đỏ nó hiện lên đúng là như hình con rồng luôn. Đấy, những cái đặc điểm mà chỉ các bạn có thể nhìn tận mắt chứng kiến ở đây các bạn mới thấy được cái sướng khi mà cầm trên cái đàn này. Và cái đây là cái đuôi con rồng. Thì cái đuôi con rồng này bên mình thiết kế là nó cũng có cái, không chỉ là cái vẻ đẹp các bạn nhé, mà nó lượn theo cái cung của cái đàn luôn. Đấy, ví dụ cái phím đầu tiên này nó không đấy, phím thứ hai mình nó lõm vào này, để các bạn khi mình thi triển đàn như này nó đi theo cái hình ngũ cung luôn. Đấy, ví dụ này, đấy.
Đấy thì các bạn nhìn thấy ở chỗ đây cái chân con rồng nó bám vào cái phím số 5 này. Ở đây cái đuôi con rồng này nó bám vào đây. Và ở chỗ này cũng là phím 12 luôn. Đấy. Tức là ngoài việc khảm con rồng để hình thức đẹp thì bên mình phải tính toán đến cái việc mà để cho người chơi đàn nữa. Đó. Rồi anh Thỏa là một võ sư cũng có tiếng ở đất Hương Sơn Hà Tĩnh. Anh có hàng trăm, hàng nghìn học sinh rồi. Thì đây là logo có hình nằm đấm. Đấy, biểu tượng của cái võ đường của anh ấy. Đấy, là có hình nằm đấm đây. Đây là chữ ký mà anh Thỏa yêu cầu văn anh khảm vào, các bạn thấy không? Chữ ký nó bé tí đường nét này mà khảm vẫn tinh xảo. Thì đấy là về phần hình thức. Hình thức cũng chỉ là một phần. Nhưng mà nó thể hiện rằng là cái sự tỉ mỉ ấy, cái sự mà mình dành nhiều tâm huyết, dành nhiều thời gian để mình làm cái đàn này. Đấy, đối với Văn Anh thì mình xác định tiếng đàn vẫn là quan trọng nhất. Đấy, tiếng đàn vẫn cái hộp đàn rồi các thứ bấm trơn êm là vẫn quan trọng nhất. Nhưng mà cái bên cạnh đấy cái phần hình thức đấy, mọi người làm để thể hiện rằng là chúng tôi rất là yêu cái đàn. Đấy, yêu cái đàn và chúng tôi làm bằng tỉ mỉ từng tí. Đấy, hình thức nó cũng thể hiện về chất lượng của cái đàn. Đấy, nếu như các bạn không chú ý những cái góc cạnh đấy, kể cả những gót cần như này đấy, các bạn nhìn thấy không, làm bằng một miếng gỗ, bằng gỗ cẩm luôn đấy, chứ không phải làm bằng một miếng gỗ màu chẳng chẳng như này, nó đồng màu nó xấu đấy. Cần đàn thì CNC bằng máy, nhưng mà sau đấy mình bắt buộc là mình vẫn phải là chuốt thủ công, bởi vì khi mà cần đàn mình làm thủ công, chút thủ công này thì các bạn ôm tay vào này nó khác biệt so với những cái cần đàn làm bằng máy. Một số hãng nổi tiếng trên thế giới hiện nay cũng chế tạo cần đàn làm bằng máy thì nó tròn vo, nó tròn đi đưa theo đường máy, thì cầm tay vào đấy các bạn, nếu bạn nào đã dùng đàn ngoại mà đàn ngoại chưa tới cái tầm thủ công ấy, tức là vẫn là làm tầm công nghiệp ấy, thì các bạn ôm cái đàn này thì các bạn sẽ cảm thấy 2G cạnh như này, 2G cạnh này cực đau tay. Nhưng mà của Văn Anh không có cái đấy, bởi vì mình đã thử sờ vào nhiều cái đàn đấy mà mình cảm thấy tại sao nó cứng, không phải do action mà do cái cần nữa. Đấy. Thì cần này được độ ôm với cần này mình tính toán lại làm sao ôm rất vừa cái tay, dễ ôm, dễ đánh, mềm. Đấy, cực mềm. Đấy. Rồi. Bây giờ mời các bạn nghe Văn Anh đánh một bài đàn để test thử xem âm thanh của cái này như nào, mà test mộc luôn. Cái đàn này chưa có EQ các bạn nhé, mình sẽ test bằng âm mộc nguyên bản của cái đàn này luôn cho các bạn nghe, xem thử so sánh với những cái đàn khác nó như nào các bạn nhé. Thank you.
Thank you.